Theo công bố của hãng Hyundai, Santa Fe thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 8 này. Trước thời điểm đó, mẫu SUV hạng trung này liên tục bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc. Mới đây, cánh săn ảnh tại Hàn Quốc còn bắt gặp những chiếc Hyundai Santa Fe 2024 đang trên đường vận chuyển đến đại lý. Chỉ riêng những hình ảnh này đã cho thấy ít nhất 3 loại vành răng của Hyundai Santa Fe 2024. Trong đó, có một loại vành đa chấu được sơn màu đen bóng. Tiếp theo đó là hai loại vành với thiết kế đa chấu phay xước hai màu. Tất nhiên, danh sách các loại vành la răng của Hyundai Santa Fe 2024 sẽ không dừng ở đó. Qua những hình ảnh được lan truyền trên mạng trong thời gian qua, có thể thấy mẫu SUV hạng trung này có ít nhất hai loại vành nữa. Theo công bố của hãng Hyundai, xe sẽ sở hữu vành la răng có đường kính lớn nhất lên đến 21 inch. Không chỉ vành la răng mà màu sắc của Hyundai Santa Fe 2024 cũng khá đa dạng. Xe sẽ có tổng cộng 10 màu sắc ngoại thất, bao gồm nâu nhám, trắng ngọc trai, trắng nhám, đen, bạc, xám, xanh lá, cam đất, xanh lá nhạt và xanh dương. Trong đó, các màu nâu nhám, xám, đen, bạc, trắng ngọc trai, xanh lá và xanh dương đều đã lộ diện trên đường phố Hàn Quốc. Ở thế hệ mới, Hyundai Santa Fe đã lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế nhưng đây cũng là điều gây không ít tranh cãi của mẫu xe này. Phần lớn tranh cãi đều bắt nguồn từ khu vực đuôi xe với kính chắn gió cỡ lớn, cửa cốp thẳng đứng và bằng phẳng cùng cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ H, nằm thấp, kéo dài sang hai bên chắn bùn. Không chỉ đèn hậu, mà dải đèn LED định vị ban ngày và cản trước của xe cũng được tạo hình chữ H. Ngoài ra, dải đèn LED định vị ban ngày còn chia lưới tản nhiệt và đèn pha mới thành hai tầng. Tiếp theo đó là khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe, hốc gió trung tâm rộng trên cản trước, logo hãng nằm trên nắp capo, sườn xe khá thẳng thớm, hốc bánh góc cạnh, kính cửa sổ rộng và ba gờ nóc mới. Kính cửa sổ thứ hai của mẫu xe này được chia thành hai khoang có kích thước khác nhau. Trong khi đó, kính cửa sổ thứ ba lại được chia thành ba khoang. Bên trong Hyundai Santa Fe 2024 tiếp tục là không gian nội thất ba hàng ghế như trước. Xe sẽ có hai cấu hình chỗ ngồi là 222 và 232. Trong đó, phiên bản 6 chỗ đi kèm hai ghế thương gia nằm độc lập với nhau ở giữa xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe này cũng có nhiều chi tiết mới như mặt táp lô với tạo hình chữ H, vô lăng đi kèm 4 dấu chấm thay cho logo Hyundai, hay màn hình cong đặt nổi trên mặt táp lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là màn hình thứ ba để chỉnh điều hòa, cần số điện tử nằm trên cụm vô lăng tương tự Hyundai Ioniq 5 mới ra mắt Việt Nam, hệ thống âm thanh Bose, cửa sổ trời toàn cảnh chia làm hai mảnh và hai sạc điện thoại không dây. Hiện thông tin về động cơ của Hyundai Santa Fe 2024 vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ, xe sẽ có 4 tùy chọn động cơ, tùy theo thị trường phân phối. Đầu tiên là động cơ xăng GDI 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid, HEV, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6, motor điện và hộp số tự động 6 cấp. Thứ ba là động cơ xăng GDI 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5, đi với hộp số tự động 8 cấp. Cả ba tùy chọn động cơ này đều chỉ kết hợp với hệ dẫn động một cầu. Cuối cùng là hệ chuyển động plug-in hybrid, PHEV, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6, motor điện và hộp số tự động 6 cấp, đi với hệ dẫn động 4 bánh HTRAC.